giết mổ gia súc, gia cầm là mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nhưng, lại đang có một thực trạng là người kinh doanh và bản thân người tiêu dùng nước ta hiện nay còn quá xem nhẹ công đoạn này. Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho đến nay, cả nước có 29.560 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Phần lớn các cơ sở giết mổ này hoạt động tự phát, không đăng ký kinh doanh. Điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, không có hệ thống thu gom, xử lý chất thải và nước thải gây ô nhiễm môi trường. Vậy thịt gia súc, gia cầm từ các lò mổ không đảm bảo này được tiêu thụ ở đâu? Chúng có nguy cơ như thế nào đối với sức khỏe? Câu trả lời sẽ có trong 15 phút của chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay. Chợ Tân Mỹ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chợ nằm ngay bên cạnh một con mương lớn, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Đây cũng là nơi kinh doanh, buôn bán của đa phần bà con tiểu thương đến từ các huyện ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận, với nhiều loại nông sản như rau củ quả, gà, vịt và được giết mổ tại chỗ cho người tiêu dùng khi có nhu cầu. Những người bên môi trường cũng bảo là nó cũng hơi ô nhiễm đó, thì cũng có dẹp, nhưng mà người dân thì lại bảo phản ảnh thế này, người dân bảo bây giờ mà mình muốn ăn đồ tươi sống thì mình phải tự nhìn thế này này. Nếu như mà mổ sẵn ra rồi thì mình lại không biết là con vịt thì nó có sống, nó có tươi ngon hay là nó có đúng rõ nguồn gốc của nó tươi sống không, hay là nó chết rồi người ta mới mang đi bán. Đó, người dân là người ta thích ăn kiểu tươi sống này hơn. Nên bây giờ vì miếng cơm mà về nhu cầu cuộc sống thì tất cả mọi người đều phải bán kiểu này, người ta nhìn thấy thì người ta mới mua hàng. Người dân người ta thích nhu cầu, người ta thích ăn tươi thì mổ. Mổ tươi thì ngon. Ai mua đâu mổ đấy. Với tâm lý của các bà nội trợ nước ta từ xưa đến nay thì chữ tươi luôn được đặt lên hàng đầu. Chính tâm lý mua hàng theo kiểu này khiến cho người mua và cả người bán vẫn vô tư cho rằng việc mổ tại chỗ như thế này mới chứng minh được đây là thực phẩm sạch, tươi và rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc phân quyền quản lý các hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ tại các chợ hiện nay còn chồng chéo, dẫn đến việc giết mổ gia cầm tại chỗ và thủ công diễn ra công khai và không chịu sự quản lý chặt chẽ nào từ phía các cơ quan chức năng. Chợ thì Bộ Công Thương, mà thú y giết mổ lại là Bộ Nông nghiệp. Thế thì vậy bây giờ những cái hàng mà nó giết mổ bán thịt ở trong chợ thì thường là lại cả cơ quan y tế, cơ quan quản lý thị trường, bởi thú y, rồi là nông nghiệp, bảo vệ thực vật, rồi công thương. Thế là tạo ra một cái sự chồng chéo, mà cái đấy tôi cho là cũng một cái hạn chế do về phân công quản lý. Không ai có thể kiểm soát, kiểm nghiệm được là cái thịt đó có an toàn hay không cho người dân. Thế còn ở chợ coi như là thả nổi. Đấy, thì là người ta chỉ có tự người ta mua, người ta về, người ta giết mổ xong người ta bán rất nhanh, đến trưa đến sáng có khi đã phân phối xong thịt rồi. Tình trạng buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, tự phát không chỉ là thói quen có hại mà còn là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Điều này thể hiện những lỗ hổng trong công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm. Lỗ hổng này đã tồn tại quá lâu trong thói quen sinh hoạt của người dân. Một thực tế đáng lo ngại nữa là hiện nay tình trạng đoàn kiểm tra vừa đi, các hộ kinh doanh trở lại tiếp tục hành nghề đang diễn ra khá phổ biến ở các chợ. Vì vậy, để giải quyết triệt để tình trạng này, chính quyền địa phương cần thành lập các đội tự quản thường xuyên giám sát, tịch thu, tiêu hủy các trường hợp cố tình vi phạm thì mới cho hiệu quả đích thực. Đó là các chợ dân sinh nhỏ lẻ, còn tại các chợ đầu mối, khu vực giết mổ cũng không khả quan hơn. Tại những lò mổ này, gia súc gia cầm ngay trên nền nhà xi măng, sàn bê tông ẩm thấp. Các chất thải được xả thẳng ra hệ thống thoát nước khu dân cư. Đây cũng là tình trạng chung của gần 1.100 lò mổ tự phát khác trên địa bàn thủ đô. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, với số dân khoảng 10 triệu người, nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm mỗi ngày ở Hà Nội là rất lớn, hơn 872 tấn một ngày. Lượng thịt gia súc, gia cầm hàng ngày được cung cấp từ các cơ sở giết mổ được kiểm soát trên địa bàn thành phố là 377 tấn một ngày, đáp ứng khoảng 43% nhu cầu. 57% còn lại được giết mổ tại các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ,
nguồn thịt nhập khẩu và từ ngoại tỉnh nhập vào thành phố, cho nên việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Không chỉ có Hà Nội, nhiều tỉnh như Thái Nguyên, Nam Định, Bắc Giang cũng lâm vào tình trạng tương tự. Tại các chợ Đồng Quang, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, chợ Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang vẫn còn rất nhiều điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ, mất vệ sinh. Có thể thấy rằng công tác quản lý đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng, khi lực lượng thú y quá mỏng, còn các điểm giết mổ này lại quá nhiều. Gần đây, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank, có đến 30-40% mẫu thịt lợn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhiễm khuẩn Salmonella, gây tiêu chảy, thương hàn. Hơn thế nữa, kết quả nhiễm khuẩn này do lò mổ cùng hệ thống bảo quản thiếu chất lượng. 80% thịt lợn bày bán ở những khu chợ bán đồ tươi sống và 76% được giết mổ tại các cơ sở nhỏ lẻ mất vệ sinh. Và thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của các lò mổ hiện nay đang là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Quy trình giết mổ của chúng ta đang có một vấn đề rất lớn. Đúng không? Tức là đáng nghĩa sau khi giết con lợn trực tiếp thì cắt chất tiết đấy anh phải làm sạch con lợn đi đã này. Sau đó anh mổ, anh lấy hết ruột ra anh phải cất sang một bên. Sau đó cái thịt lợn ấy anh phải rửa lại, anh đưa sang một cái quy trình khác. Nhưng mà ở trên cùng một vị trí, cái cách giết mổ của chúng ta hiện nay như thế, không treo lên, không làm vệ sinh thì nó nhiễm chéo, nhiễm ngược. Thì cái đó là cái nguy hiểm này, cho nên mới nhiễm ở trên thịt. Và còn cái nữa là vì nó ở dạng kén, cho nên là từ con này có thể nhiễm cho khác. Vì trên một cái sàn anh giết mổ đấy, chứ không phải một con bị, đúng không? Thì chỉ có con ấy bị, mà một con bị có thể lây từ con này sang khác, bởi vì nó còn lây qua dịch tiết và lây ở cái nơi giết mổ. Lo ngại hơn, nếu quá trình giết mổ sử dụng thuốc gây mê, thuốc an thần tiêm trực tiếp vào con lợn, kích thích hệ thần kinh, làm cho con vật mất kiểm soát và tê liệt. Sử dụng biện pháp này rất nhanh, mất ít thời gian và công sức của người chế biến. Tuy nhiên, việc thịt gia súc, gia cầm tồn dư những loại thuốc trên lại gây ra những ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người tiêu dùng. Cũng liên quan đến vấn đề này, Cục Thú Y cho biết, hàng năm cũng đều có chương trình giám sát tồn dư kháng sinh, hóa chất độc hại và vi sinh vật trong thịt gia súc, gia cầm tại một số tỉnh, thành phố. So với số liệu về tỷ lệ nhiễm Salmonella trong mẫu thịt lợn tại cơ sở giết mổ mà Ngân hàng Thế giới công bố có sự chênh lệch nhất định, là tỷ lệ mẫu nhiễm Salmonella thấp hơn số liệu của World Bank từ 10-20%. Theo lý giải của Cục Thú Y, sở dĩ có sự sai khác như vậy là vì tỷ lệ phần trăm mẫu nhiễm khuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục đích lấy mẫu, số lượng mẫu lấy, thời gian, thời điểm lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu, phương thức giết mổ, điều kiện bảo quản. Mặt khác, số liệu mẫu nhiễm khuẩn do Ngân hàng Thế giới công bố hoặc từ các chương trình giám sát của Cục Thú Y không phải đại diện cho cả nước mà chỉ mang tính chất cảnh báo ở trong một phạm vi địa lý nhất định là nơi lấy mẫu. Còn số thịt nhiễm Salmonella có thể khác nhau do mục đích hay quy mô lấy mẫu. Thật ra có thể con số đó còn cao hơn. Theo tôi hiểu thì nó còn cao hơn. Vấn đề là nhiễm khuẩn trên thịt lợn mới là một cái loại thực phẩm. Nó còn có thể trên rất nhiều các loại thực phẩm khác. Và thậm chí nó còn có ở trong rau xanh và có cả trong nước. Bởi vì trong rau xanh ấy, đúng không? Thì nếu anh dùng phân tươi, anh tưới cái đó thì Salmonella có thể tồn tại trên đó và con người ăn có thể bị. Như vậy cái hậu quả, đúng không? Và cái số mà chúng ta nói là 4% ở trên lợn chỉ là một con số, một cách gọi là tương đối, chưa có một cái thống kê cụ thể, cũng như chưa thống kê là tất cả các loại thực phẩm thì những loại nào thường bị nhiễm như này. Và con số đầy đủ của nó tôi nghĩ là 40% các loại thực phẩm thì có lẽ là chính xác. Tuy nhiên, việc thịt lợn bày bán trên thị trường nhiễm loại vi khuẩn này là có thật và nó cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Các thống kê dịch tễ học cho thấy, các ca ngộ độc do thức ăn nhiễm khuẩn Salmonella xảy ra lẻ tẻ quanh năm và tăng mạnh từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Đây là lúc tiết trời nóng bức, vi khuẩn sinh sôi nảy nở rất nhanh, rồi nhặng, dán cũng hoạt động mạnh. Sức đề kháng của cơ thể lại giảm sút, rất dễ nhiễm bệnh.
Salmonella có từ lâu rồi và được liệt vào loại vi khuẩn đường ruột, được liệt thôi nhé. Đấy là một loại trực khuẩn kỵ khí, tức là nó có thể sống ở trong cái môi trường không có không khí, gọi là kỵ khí. Có ấu trùng, tức là có thể tồn tại trong một cái môi trường khắc nghiệt, và nó gây nên một cái bệnh là bệnh thương hàn, tiêu chảy, nôn mửa, như vậy là thương hàn gây tử vong. Đấy là nó có thể nói Salmonella thì có thể nói mấy câu và được đưa vào cái gọi là truyền nhiễm. Mới đây vào tháng 2 năm 2017, bữa cơm đám cưới tại một gia đình ở huyện Hoàng Su Phi, Hà Giang đã khiến gần 100 người phải nhập viện. Qua xét nghiệm, các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm của các nạn nhân trong vụ ngộ độc đã phát hiện thấy vi khuẩn Salmonella. Hoặc ngay đầu tháng 3 năm 2017 là vụ ngộ độc tập thể khiến 40 người ở Đắk Lắk vì ăn bánh mì kẹp thịt có nhiễm vi khuẩn gây bệnh đường ruột E. coli và Salmonella. Theo các bác sĩ, nguồn nước bẩn là một trong những con đường gây bệnh lý nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, cụ thể là thức ăn ôi thiêu, thường gặp khuẩn Salmonella. Như là một rối loạn tiêu hóa khác, nhiễm khuẩn khác ở đường tiêu hóa, tức là con nôn mửa, có tiêu chảy, đặc biệt là có sốt. Đấy là các triệu chứng rất là cơ bản. Và để biết nó là Salmonella không thì phải kế khuẩn, thì mới khẳng định rằng đấy là một loại trực khuẩn và là Salmonella. Tại vì có rất nhiều loại mà cùng gây nên cái triệu chứng tương tự. Cái Salmonella nó chỉ gây ra những cái ngộ độc tức thời chứ nó không có thể là tích tụ cơ thể và gây được cái bệnh gì lâu. Thực ra thì Salmonella vì nó ở cái dạng kỵ khí, thứ hai là có ấu trùng, dạng kém, thì nó thể tồn tại lâu ngày trong cơ thể, đúng không? Và thỉnh thoảng có thể nó gây ra một cái đợt tiêu chảy. Khi mà cái lượng vi khuẩn nó đủ và nó thắng thế được cái sức khỏe của con người, hoặc trên các đối tượng mà có nguy cơ cao như là trẻ con, được những người mà sức khỏe yếu. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, vi khuẩn Salmonella ở trong các loại thực phẩm chưa nấu chín, sản phẩm từ gia cầm, kể cả các sản phẩm bơ sữa bảo quản không tốt, thịt gà, chim cút và trứng của chúng là những sản phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella rất cao. Đề phòng nhiễm vi khuẩn Salmonella, phải ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ bằng xà bông trước và sau khi chế biến thức ăn, không ăn trứng sống và chưa nấu chín. Nấu chín kỹ thịt gà và chim cút để riêng biệt giữa thực phẩm nấu chín và chưa nấu. Sau khi chế biến những món thịt sống, cần rửa sạch các dụng cụ chế biến, bếp bằng xà bông hoặc dung dịch tẩy rửa. Những người bị tiêu chảy do Salmonella không nên chuẩn bị thức ăn, thức uống cho những người khác cho đến khi triệu chứng tiêu chảy đã được chữa trị dứt hẳn. Nhân viên nhà bếp bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, sau khi điều trị, thử phân không còn vi khuẩn này nữa thì mới được trở lại làm việc. Hiện chưa có thuốc chủng ngừa Salmonella nên việc phòng ngừa bằng biện pháp vệ sinh cá nhân là quan trọng nhất.